Pha bóng quyết định và Phạm Thái Hưng ghi điểm 25-19. Và Senet Khánh Hòa đã giành được chiến thắng chung cuộc trước Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu này. Để thua ở set đầu tiên nhưng Senet Khánh Hòa sau đó đã thắng liền 3 set để có được một chiến thắng rất ấn tượng. Tỷ số các set là 18-25, 25-18, 25-23 và 25-19. Một chiến thắng có thể nói là xứng đáng với Senet Khánh Hòa với những gì mà họ đã thể hiện. Thái Hưng luôn rất nguy hiểm với những tình huống đánh nhanh. Điểm cho Senet Khánh Hòa 11 đều. Phạm Thái Hưng. Còn cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh. Hơi vội. Điểm cho Senet Khánh Hòa rất hay, 12-11. Sự xuất hiện của vận động viên áo số 2 Trần Xuân Tân đã mang lại khác biệt, ít nhất là ở pha bóng vừa rồi. Xuân Tân phòng ngự quá tốt ở tình huống đầu tiên và sau đó có một tình huống chuyền hay cực kỳ vừa vặn để cho đồng đội dứt điểm. Không phải là tình huống đá bóng của Ngoan Kiều, nhưng sau đó là một pha chắn bóng tốt, pha chắn bóng tốt của Thái Hưng và Xuân Tân. Lần này thì Ngọc Tuân đã không thể giữ được thành công nữa. 14-13 cho Senet Khánh Hòa. Senet Khánh Hòa. Thủ công Phạm Thái Hưng là người đã mang lại điểm số quan trọng, điểm số cuối cùng trong trận đấu thứ hai này cho đội chủ nhà. Bây giờ thì hai đội sẽ tiếp tục đổi sân để cùng bước tới trận đấu thứ ba. Đáng kể sức mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh.
năm ngoái khi mà Sa Đéc Khánh Hòa thất bại trước Thành phố Hồ Chí Minh trong trận chung kết thì rất nhiều người đã nói vui rằng khi đó thì Sa Đéc Khánh Hòa đã thua Thành phố Hồ Chí Minh vì họ không thể khắc chế được Thái Hưng. Và để giải quyết cho việc đó thì năm nay Sa Đéc Khánh Hòa mượn luôn Thái Hưng từ Đà Nẵng. Lần này thì đã có điểm cho Sa Đéc Khánh Hòa với ghi điểm là Phạm Thái Hưng. Chúng ta thấy được là cú đánh vừa rồi của Thái Hưng cũng ở một tư thế hơi với một chút. Với chiều cao lên đến 1m98 của mình thì Thái Hưng đã xử lý. Thái Hưng vừa ghi điểm cho Sa Đéc Khánh Hòa 4-2. Lý do tại sao mà Sa Đéc Khánh Hòa đã phải vượt bằng được Thái Hưng. Trong trận đấu thứ 3 này thì Ngô Văn Kiều đã quay trở lại sân. Và đó là tình huống chắn bóng thành công của phụ công Phạm Thái Hưng. Phụ công Phạm Thái Hưng đã bắt bài tình huống dứt điểm của đối phương trong pha bóng vừa rồi. Số tiếp theo cho Sa Đéc Khánh Hòa 4-1. Đó là pha cái bóng không tốt của Ngọc Quân, người đã ghi điểm cho Sa Đéc Khánh Hòa lại là phụ công Phạm Thái Hưng. Ra ngoài. Điểm cho Sa Đéc Khánh Hòa 21-18. Xuân Tân phát bóng. Bám chắn tốt. 22-18 cho Sa Đéc Khánh Hòa. Hàng chắn của Sa Đéc ngày hôm nay thi đấu quá tốt. Phạm Thái Hưng đương nhiên là cái tên không thể thiếu trong tình huống bám chắn của Sa Đéc Khánh Hòa. Phụ công. Lần này không có sai lầm. Lần này không có sai lầm của các vận động viên bên phía Sa Đéc Khánh Hòa. Pha phối hợp giữa Trần Xuân Tân và phụ công Phạm Thái Hưng. Bị 5 điểm. Pha bóng quyết định và Phạm Thái Hưng ghi điểm 25-19. Và Sa Đéc Khánh Hòa đã giành được chiến thắng chung cuộc trước Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu này. Để thua ở set đầu tiên nhưng Sa Đéc Khánh Hòa sau đó đã thắng liền 3 set để có được một chiến thắng rất ấn tượng. Tỷ số các set là 10.